Rồi, chào các cầu thủ. Ngày hôm nay thì em đang tổng hợp lại cho toàn thể các bác. Đây là một trong những cái mẫu sào bền nhất trên thị trường hiện nay. Và em dám khẳng định và dám đảm bảo với toàn thể các bác, bên em sẽ có chính sách bảo hành nếu như những cây sào trên trước mặt này các bác sử dụng để đi giật cành cây này. Đấy, các bác sử dụng để đi treo lồng cua gáy mà nó bị tuột những cái lóng ở bên trong thì bên em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và đổ cho toàn thể các bác một cây mới. Đây là lời đầu tiên khi mà bên em quay video này. Đấy, khẳng định với toàn thể các bác đây là cái mẫu sào chất lượng nhất trên thị trường hiện nay và nó được gia công tại Việt Nam, chính vì vậy từng cây sào như thế này đấy, được chăm chút rất là kỹ càng trước khi mà được xuất kho đi, và hàng vừa mới từ xưởng ra này toàn thể các bác này. Đây là cây 7 mét nhé, cây 7 mét cũng là cái cây dài nhất trong tổng 4 mẫu sào ở đây. Bên em sẽ có từ 4 mét, 5 mét, 6 mét và 7 mét. Em sẽ mở từng cây một ra để cho toàn thể các bác có thể thấy được cái mẫu sào này bên em. Đây là cái dòng sào nhôm chất lượng cao cấp. Sào nhôm 7 mét thì các bác đang được nhìn thấy này. Với mẫu 7 mét này thì nó sẽ gồm có 6 lóng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và vì sao mà bên em không làm đến 7 lóng? 7 lóng thì cái sức chịu đựng của cái lóng cuối cùng này nó không có. Nó sẽ rất là yếu, yếu hơn là khi mà thiết kế một cái sào 6 lóng với 7 mét như thế này. Và chính vì vậy mà bên em sẽ sử dụng cái sào 7 mét 6 lóng. Đây cũng là cái sự lựa chọn tốt nhất cho mẫu sào này. Và cái lóng ngoài cùng của cây 7 mét này sẽ là cái lóng to nhất và có độ dày nhất. Nó dày lên đến tận 1 ly rưỡi. Đấy, độ dày. Và tất cả những lóng bên trong còn lại nó sẽ dày 1 ly 2. Và tất cả những cái mẫu sào nhôm bên trong thì nó đều sử dụng chốt nhôm. Nó không phải sử dụng chốt nhựa nhé. Nếu bác nào mà có nghi ngờ trong quá trình nhận hàng, các bác có thể tháo ra xem thử, xem nó là chốt nhôm hay chốt nhựa. Đấy, và sào nhôm thì nó có đặc điểm, ưu điểm nhất của nó đó là sào có sử dụng chốt nhôm bên trong này và có thể khóa hai chiều. À, các bác thấy này, nó có thể khóa trái và khóa phải được. Nó không cứ là khóa bên trái hay khóa bên phải mà khóa bên nào cũng được, khóa hai chiều. Đấy, với sử dụng là chốt nhôm bên trong thì mẫu sào này bên em sẽ bảo hành vĩnh viễn cho toàn thể các bác. Đấy, cây 7 mét này chiều dài mà nguyên bản như thế này sẽ là 1m43. Thế còn khi mà rút dài tối đa ra nó sẽ được 7 mét cho toàn thể các bác. Cân nặng của nó là khoảng 1,8 cân. Đấy, tiếp đến sẽ là cây 6 mét đi. 6 mét thì tất cả những cái lóng này có độ dày sẽ là 1 ly 2 nhé toàn thể các bác nhé. Đấy, chất liệu nhôm 100% là nhôm nguyên chất này. Sào 6 mét này thì sẽ gồm có 5 lóng. 5 lóng các bác nhé. Đấy, chiều dài chưa rút ra của nó là 1,4 m. Cân nặng của nó là khoảng 1,5 cân. Đấy. Và tiếp đến sẽ là cây 5 mét nhỉ. Đâu cây 5 mét đâu. Đây. Cây 5 mét là cây 5 lóng. Cây này là cái cây mà các bác mua và sử dụng rất là nhiều. Nếu mà cái độ dài là các bác chỉ cần nó trung bình thôi thì cây 5 mét thì rất là ok. Rất cứng, với tổng lóng của nó sẽ là 5 lóng. 5 mét là 5 lóng nhé. Đấy, chiều dài chưa rút ra này của nó là 1,2 m. Cân nặng là 1 cân. Đấy. Rất là hợp lý cho toàn thể các bác chơi chim cua gáy. Và mẫu cuối cùng mà em giới thiệu đến toàn thể các bác đó là mẫu 4 mét. Mẫu 4 mét này thì dành cho toàn thể các bác treo lồng cu là nhiều. Vâng ạ. Với số lóng của nó là sẽ là 4 lóng nhé toàn thể các bác nhé. 4 mét 4 lóng. Đấy. Chiều dài của nó là khoảng 1 mét này các bác này. 1 mét này. Cân nặng thì chỉ có chưa đến 1 cân đâu. Độ dày là 1 ly 2. Đây là sào 4 mét. Và bên em thì có cung cấp cho toàn thể các bác cả về khâu liêm và móc này. Móc thì bên em chỉ sử dụng một dạng móc này thôi nhé. Móc này là móc inox và ốc thân của khâu liêm được đúc liền khối như thế này. Chính vì vậy mà cái khâu liêm nó rất là bền và cực kỳ chắc chắn này, còn khỏe nữa. Nó không sợ bị đứt mối hàn trong quá trình mà các bác sử dụng. Và thiết kế thêm hàng răng cưa ở đây để giúp khi các bác đi giật cánh cây các bác có độ bám, nó không bị trơn khi mà sử dụng để giật cánh cây. Và đây là cái móc mà bên em có cung cấp đến toàn thể các bác. Bên em có cả áo sào đầy đủ cho toàn thể các bác nhé. Và hiện tại thì ngoài những cái mẫu sào này ra, bên em có cung cấp đến toàn thể các bác về mẫu lồng bẫy cua gáy, hàng cực kỳ là chất lượng do các bác thợ chơi chim cua gáy lâu năm làm nghề để sản xuất ra nó. Bác nào có quan tâm nhớ ấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và ủng hộ cái mẫu lồng bẫy cua gáy mà bên em sẽ đăng tải lên. Và bây giờ thì em sẽ cập nhật cái giá để các bác có thể tham khảo.
Và giá này thì có thể là xuống nhất các bác nhé. Nên là các bác cứ liên hệ trực tiếp, em và các bác sẽ trực tiếp đàm phán. Với mẫu khâu liêm này thì bên em đang bán là 120 này. Đấy. Và mẫu 4m này là 550, 5m 650, 7 6m 750, 8m là 850. Đấy, giá đã bao gồm phí ship vận chuyển hết rồi. Và những cái phụ kiện ví dụ như là khâu liêm áo xào là bên em sẽ tính tiền riêng nhé. Và đây là chính là một cái video tổng hợp lại cho toàn thể các bác về 4 mẫu xào nhôm và báo giá cụ thể tại thời điểm này cho toàn thể các bác. Và hiện tại em đang báo giá là tháng 3 năm 2023, năm Quý Mão. Và giá thì bên em sẽ cập nhật liên tục trong những video clip sau. Và chắc chắn là clip sau thì em sẽ sử dụng một trong 4 mẫu xào nhôm này để đi giật cành cây, test thử cho toàn thể các bác khi mà các bác có thể nhìn thấy cái video thực tế. Và các bác yên tâm một điều, khi mà các bác nhận hàng các bác sẽ được quyền test thử kiểm tra thoải mái. Ưng thì các bác lấy, không ưng các bác có quyền trả lại em, không vấn đề gì nhá. Và hẹn gặp lại các bác trong những video sau.